Xin chào mọi người, ngay bây giờ là 3 giờ 53 phút ngày 1 tháng 10 năm 2024. Ok, nhớ thường thường cái ngày đầu tiên của cái tháng bay bổng thì nó là một giai đoạn bay bổng, có nghĩa là tối hôm nay. Cần nhắc về tín hiệu ngày hôm nay mình đã gửi cho bạn là BTC. Mình đã gửi cho bạn hồi sáng, đầu 1 giờ sáng mình gửi cho bạn một cái tín hiệu của BTC, mới vừa rồi mình gửi cho bạn một tín hiệu của BTC cách đây vài tiếng trước. Ok, vừa rồi như vậy mình gửi cho bạn đồng xui. Mình gửi cho bạn trong cái nhóm văn bản, mình cho bạn cái giá mua vô đồng này đồng nọ. Ok, mua vô với giá này bán ở giá kia, đó là cái nhóm văn bản chỉ nhận tin nhắn mua ở giá này bán giá kia. Ok, thì vừa rồi là có một cái tín hiệu đẩy ra. Đầu tư dài hạn thì vừa rồi cũng có một cái tín hiệu nha, đầu tư dài hạn. Ok, đầu tư dài hạn thì cũng có một cái tín hiệu. Mình sẽ đẩy ra một cái tín hiệu tương lai nữa cho bạn có thể vô lần này lần nọ. Ok, trước khi mình rời văn phòng. Ok, thì đó là cái update của ngày hôm nay. So far, mình mới bước vô văn phòng đâu khoảng cỡ 1-2 giờ gì đó, là mình đã đẩy ra 1-2-3-4 cái tín hiệu cho anh em rồi, 4 cái tín hiệu. Mình sẽ rời văn phòng một chút xíu, chút nữa mình quay lại, mình sẽ đẩy thêm nữa trước khi nó bay bổng. Tối hôm nay, ngày hôm nay là ngày bay bổng. Rõ ràng ngày hôm nay không phải là thứ hai, đúng không? Hôm qua là thứ hai. Nhưng ngày hôm nay là cái ngày đầu tháng 10. Mà cái tháng 10 là một cái tháng bay bổng, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Tháng 10 là cái tháng bay bổng nhất. Ok, tháng bay bổng nhất. Vừa rồi mình có làm cho bạn một cái video, mình nói lúc mình lái xe. Ok, thì đó là một cái video quan trọng. Ok, chút nữa mình sẽ làm cho bạn những cái video general. Ok, chuyện gì đang xảy ra trong tiền điện tử, vân vân. Nhưng tối nay 8 giờ tối thì mình sẽ có mặt trong một cái phát tuyến như vậy 30 phút. Mình sẽ đi rất nhanh và mình cho bạn tất cả những thông tin bên trong, những con cá voi, cá heo, quỹ này quỹ nọ, BlackRock, vân vân, nó đang làm gì, đồng tiền đang đi đâu, vân vân. Thì tối hôm nay 8 giờ tới 8 rưỡi, ok, vậy thôi.